Hello, xin chào cô chú. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú cây đèn acoustic Kensa WG250. Cây này thì được sản xuất khoảng chừng cỡ 2.500 yên. Cây này ngoại hình còn khá là đẹp, chỉ bị chảy xước theo năm tháng thôi. Được cái cây này sản xuất rất là đẹp, được bộ lưng xẻo quẹt luôn nha mọi người. Cái này là hình hình dáng không có tẩy được nha mọi người. Mọi người xem kỹ nha. Cần được trang trí rất là đẹp nha mọi người. Những họa tiết được trang trí rất là đẹp nha. Đầu này nè, rất là đẹp. Bộ khóa hộp vặn rất là êm tay. Cái này em đang bán giá 2 triệu. Em tặng bao giai bảo hành 2 năm nha mọi người. Em giao hàng trên toàn quốc luôn. Mời mọi người